kinh tế là gì? Luật kinh tế là ngành được hưởng nền tảng từ luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Ngành luật kinh tế học những gì? Khi theo học ngành luật kinh tế, bạn sẽ được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn và pháp lý, pháp luật trong kinh doanh, khả năng nghiên cứu, xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam. Trang bị kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý, kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp. Học ngành luật kinh tế là trường để làm gì? Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành luật kinh tế, bạn sẽ cơ hội đảm nhận các công việc như chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội, chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấp, nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, tổ chức phù hợp với ngành luật kinh tế. Để học tốt ngành luật kinh tế, bạn cần năng động, sáng tạo, trung thực và khả năng diễn đạt tốt, đam mê với nghề luật và hứng thú với lĩnh vực kinh tế. Ngành luật kinh tế xét tuyển bằng hình thức nào? Để xét tuyển vào ngành luật kinh tế, thí sinh nên cân nhắc đề án tuyển sinh của từng trường cụ thể có đào tạo để có chiến lược ôn tập hiệu quả. Ví dụ, tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể vừa xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, vừa xét tuyển bằng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với các tổ hợp môn xét tuyển như sau: A00 toán lý hóa, A01 toán lý Anh, C00 văn sử địa, D01 toán văn Anh. Trên đây là những thông tin về ngành luật kinh tế dành cho những ai yêu thích và có nguyện vọng theo ngành này. Bạn có thể xem thông tin chi tiết các ngành học tại website hutech.edu.vn nhé.